Và Jay xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Jay Ray Roblox nha các bạn nha. Ngày hôm nay là một ngày cực kỳ đặc biệt với mình các bạn ơi, biết tại sao không? Trời ơi, giờ này mà còn hỏi tại sao nữa. Chắc là hay là sim chùa anh Jay nó mới không biết ngày hôm nay là ngày gì phải không? Ngày hôm nay chính là ngày sinh nhật của mình nha các bạn nha. Ngày 7 tháng 4 nha các bạn. Thì ngày hôm nay là ngày sinh nhật của anh Jay cho nên là một ngày cực kỳ vui của anh Jay. Nên anh Jay quyết định là anh Jay sẽ tặng robot anh sẽ tặng unit cho các bạn fan của anh Jay nha các bạn nha. Ngay bây giờ các bạn hãy bình luận tên robot của các bạn ở phía dưới nha các bạn. Oh my god. Rồi, mong là các bạn nếu mà muốn đó, thì tặng quà sinh nhật cho anh Jay bằng cách là cho cái video này một nút like nha. Những bạn nào tấm kênh của mình thì đừng quên hãy nhớ bấm nút đăng ký kênh phía dưới nha các bạn. Đó là món quà cực kỳ thiết thực dành cho anh Jay nha các bạn nha. Để kênh của mình sớm đạt được 300.000 người đăng ký các bạn à. Và ngoài ra có nhiều bạn hỏi anh Jay là anh Jay ơi, ở trên shop của anh Jay bây giờ đã bán gem với lại bán unit chưa để em lên em ủng hộ. Thì đã bán rồi nha em nha. Ngay bây giờ em hãy lên ngay cái shop là jgrayroblox.com. Ở trên nó đang bán unit nha các bạn. Nói chung là có con rẻ có con mắc nha. Ví dụ như con nào mắc thì từ từ đừng có mua, để anh Jay giảm giá rồi mua. Còn con nào mà rẻ thì mua nha các bạn nha. Ok, ủng hộ cho anh Jay nha các bạn. Rồi, ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu video ngày hôm nay nào. Ngày hôm nay là mình quyết định là mình sẽ chơi một cái thử thách mới. Đó chính là mình sẽ đi check hòm thư. Và từ hòm thư đó mình sẽ đi bán mấy con unit thường thường nha các bạn nha. Thường ơi, con nào xịn thì mình để lại cho fan, còn con nào thường thường mình bán. Và mình sẽ mua cái con Titan Sigma Man nha các bạn. Tại vì mình cũng rất là Sigma các bạn à. Hay áo đẹp không? Áo này hơi đẹp các bạn. Thế cho nên ngày hôm nay đó là mục tiêu của chúng ta nha các bạn nha. Và ngoài ra thì mình còn sẽ tặng unit cho các bạn fan nữa. Nhớ coi đến cuối video nha. Rồi vô. Bây giờ là mình đang có 100 món quà mình đã nhận sơ sơ rồi nè các bạn đó. Và nãy giờ mình vô mình nhận thử thì nó ghi là Inno các bạn à. Nếu vẫn tiếp tục ghi là không biết người nhận người tặng là ai luôn. Ngày có một bạn này tặng ghi mắc cười lắm các bạn. Bây giờ em đang nợ bạn kia con hai bơ mà em thì nó không có nên em không trả thì em sẽ bị đánh. Anh có thể tặng cho em để em trả nợ được không? Em làm gì mà em thiếu nợ nguyên con hai bơ vậy? Mà giờ anh nói em nghe nè, bây giờ em nhìn vô kho đồ của anh em kiếm được con hai bơ anh lại em luôn. Anh Jay không có con hai bơ, anh Jay còn chưa được chơi đó nữa các bạn. Nhưng mà trên shop anh Jay thì có nha các bạn nha. Nhưng mà mắc lắm đừng mua, biết sao không? Giá đang cao để mua anh Jay giảm giá rồi mua nha các bạn nha. Mua mấy con khác rẻ rẻ hơn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nhận quà tiếp nha các bạn. Ở đây có mấy bạn tặng Titan Cinema nè, tặng con so nè, tặng cái hòm nè. Rồi một bạn này là hai anh Jay, anh có thể tặng em một con le bre châu hay không? Để anh cố gắng anh mua nhiều nhiều rồi mốt anh tặng lại cho nha. Bây giờ anh mới có hai con à, tặng cho mình em thì mấy bạn kia không có nên đợi từ từ nha. Rồi cảm ơn em rất nhiều. Ở đây một bạn tặng so, bạn tặng tọt xích nè, ở đây tặng Lord Benny nè, tặng con eo. Bạn này tặng con eo còn kèm thêm hai chữ CC nữa các bạn. CC là gì ta? CC là chào cờ nha các bạn nha. Trời ơi. Hôm nay chủ nhật mà chào cờ gì, thứ hai mới chào cờ mấy ông nội. Ok, một bạn tặng Titan Speaker Man, tặng con soi nè, tặng TV Man nè. Chúc anh may mắn, cảm ơn em nha. Cho em con Green Laser Camera được không hả anh, còn có một con à. Rồi, cảm ơn em rất nhiều. Đây, một bạn tặng soi nè, ok. Có một bạn tặng anh tặng em Upgraded Titan Cameraman đi, em đăng ký rồi. Bạn ấy tặng cho mình 50 gem luôn các bạn. Để bữa nào nha, biết sao không? Bây giờ Upgraded Titan Cameraman á, mình có thiệt mà mình có hai con à. Một con thì mình xài, nhưng mà một con thì mốt mình sẽ tặng, nhưng mà đợi khi nào mình đủ 5 con thì mình tặng luôn nha các bạn nha. Chứ bây giờ mới con tặng cho bạn, mấy bạn khác không được sao đúng không bạn? Anh Jay là phải chia sẻ cho anh em vậy mới tốt chứ các bạn ơi. Rồi nhưng mà yên tâm em, mai mốt unit nó giảm giá hết trơn à, lúc đó anh Jay mua anh Jay tặng nha. Em fan anh nè, mong được lên TV. Chị lên TV, chữ Inno này anh đâu biết em là ai đâu. Mai mốt các bạn viết tên các bạn dưới đây nha. Bây giờ Inno anh Jay không biết là ai luôn á các bạn. Chào anh, chào em nha, cảm ơn em. Có một bạn tặng Covid kèm với 44 cho em luôn. Cảm ơn em rất nhiều nha anh ô. Rồi chửi gì đây. Hello anh Jay, em là fan anh nè, baby sắc cu te, mong anh tặng tọt xích em đăng ký rồi. Rồi tên này là tên này, tên em đúng không? Tên em thì em hãy bình luận lên YouTube của anh nha. Rồi ok, bình luận ở dưới video này nha các bạn. Có mấy bạn đại gia tài trợ cho mình mấy con tọt xích gì, rồi mấy con so rồi các kiểu nè các bạn. Anh cho em lên TV đi. Ok, anh cho em lên TV rồi nha. Ok. Rồi.
Cái gì đây? Cho em con gì đi anh, bạn ấy tặng cho mình 5 gem. À, anh tặng em con toạt xích được không? Okay. Được thì bình luận ở dưới video này tên Rolex của em nha. Anh cần đúng không? Wow, anh cần Santa TV Man nha. Tại vì anh chuẩn bị tặng cho mấy bạn fan. What? Có một bạn tặng cho mình upgraded cameraman spider kèm với chữ là hi. Xin chào anh trai. Trời ơi, em làm cho trái tim anh nổ tung. Cảm ơn em rất nhiều. Anh không biết em là ai cả, nhưng mà cảm ơn em rất nhiều nha. Nếu em nhớ có coi video này thì một nút like dành cho em. Em thật sự là Sigma đấy. Vừa mới nói Sigma xong có bạn tặng Miwin luôn các bạn. Ai cảm ơn em nhiều nha. Không biết tên gì luôn. Trời, có một bạn tặng Toxic Upgraded Titan Cameraman cộng với lại 475 gem các bạn. Wait, what? Fan nhà giàu. Rồi thêm một bạn tặng như mình con so kèm với 20 gem nè. Anh kết bạn với em đi, em cho anh mượn con Titan Sigma Man. Thôi khỏi đi, lát nữa anh đi mua giờ đó. Nhưng mà anh cảm ơn em rất nhiều, tặng cho anh con Miwin nha. Một bạn tặng cho mình một gem kèm với chữ là chúc mừng sinh nhật anh trai. Ơ, cảm ơn em nha. Tặng nhìn microwave với 22 gem. Kết bạn với em đi, thì hiện tại là Roblox anh trai không có kết bạn nha các bạn nha. Em mong anh cho em lên mạng, bạn ấy tặng cho mình upgrade Titan cameraman kèm với lại 50 gem các bạn ơi. Cảm ơn em nhiều nha. Nhưng mà nhớ viết tên, muốn viết tên cho anh trai mới biết tên gì đó đọc nha các bạn. Trời, một đứa em nữa lại tặng cho mình Titan Brazen Man Godly. Cảm ơn em nhiều nha, không biết ai luôn. Rồi ok, cho em siêu nha, cho nó mình siêu anh có một con à. Cảm ơn em nhiều đó, tao anh con Hunter Cameraman nha. Ủa con này nhìn lạ vậy ta. Rồi một bạn tặng Benny nè, một bạn thêm 100 gem nữa các bạn. Ok cảm ơn em nhiều nha. Bây giờ mình không biết ai, mình chỉ nhận đại luôn các bạn ơi. Rồi cảm ơn các bạn rất nhiều. Cho em một con All Godly được không hả? Là em muốn con gì? Titan Cinema Man, lòng Titan Camera Man, Titan TV Man, rồi Brazen Man, rồi con gì nữa ta? Mod Bunny Titan, muốn con gì anh cho con đó nghe, phải nói nha. Ok. Ok, có một bạn nhà giàu đây tài trợ nữa bạn ơi, tài trợ toxic nữa nè. Anh đừng cái gì, đừng gì, anh đừng bán, em đăng ký rồi. Ok, cảm ơn em rất nhiều nha. Ok, anh sẽ không bán con này đâu, yên tâm đi. Cho em con Mai thích đi. Bạn ấy tặng mình con S với 32 gem nè, Mai. Mai thích hả? Mai thích là upgraded Titan cameraman được không? Con đó Mai thích á. Ủa con đó Mai thích hay Godly ta? Mình phải cần coi lại cái con này là Mai thích hay Godly các bạn ơi. Mai thích, con này Mai thích các bạn ơi. Và hiện tại là mình đang có 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mình có 6 con nha các bạn. À được, nhờ có mấy bạn fan đại gia tài trợ cho nên là video ngày mai. Video ngày mai nha các bạn, nhớ nha. Ngày mai là mình sẽ tặng cho các bạn 5 con Mai thích này, đồng ý không? Đồng ý thì ngay bây giờ bình luận tên ở dưới video. Ngày mai nhiều khi được là sướng đó nha. Ok rồi, tiếp tục nào. Chúc mừng sinh nhật vui vẻ nha, cảm ơn em rất nhiều nha. Rồi, một bạn tặng 50 gem kèm với lại con microwave nè. Rồi, cảm ơn em rất nhiều. Anh ơi tặng em con Godly được không? Bình luận dưới video này nha. Ok. Lem Ray Châu luôn. Dạ Matia. Gì vậy em nội? Em đăng ký rồi, mong lên TV. Rồi ok, lên TV rồi nha. Tặng anh 47 gem. Ok, tặng anh nè, tặng Ninja luôn. Tặng God luôn. Wow, tặng God kèm với 120 gem. Mà bạn ấy kêu là cho em con green đi. Con green anh có con à. Em xin con khác đi chứ con green con à. Anh ơi tặng em Godly được không? Mấy bạn này xin Godly không ta? Godly để khi nào anh đủ nha. Godly giờ anh thiếu à, anh chỉ có Mai thích thôi à. Ok, rất là nhiều bạn fan tặng quà cho mình. Cảm ơn các bạn này đang tặng quà nha. Có bạn tặng 40 gem nữa bạn. Ok, cảm ơn em rất nhiều nha. Cảm ơn các bạn. Cho em lên TV nè. Có bạn tặng Miwin, hôm qua mình xin Miwin cái quá trời bạn tặng upgraded Titan cameraman nữa. Em còn đúng con này em không xài cho anh free nè. Cảm ơn em vì đã tài trợ chương trình tặng quà của... Ây yo bro, kết bạn với em đi. Em tên là Demo Zuka, tặng 500 gem. Anh phải kết bạn nhờ. Nó lại giỡn á chứ. Thôi nó giỡn. Cảm ơn em rất nhiều vì đã tài trợ cho anh 500 gem nha. Cảm ơn em nhiều nha. Ồ, Demo Zuka anh đẹp trai thật chứ. Anh cho em Santa TV và tọt xích được không? Anh em trả gì đó thì bình luận liền đi anh cho nghe. Rồi ok, ok, tại mấy bạn này tặng quà tiếp nha các bạn. Quá trời bạn tặng quà luôn. 100 gem các bạn ơi. Chúc anh sinh nhật vui vẻ. Cảm ơn em rất nhiều nha. Hôm nay được mấy bạn tặng quà sinh nhật quá trời. Có con siêu nữa bạn. Ai lấy con siêu bình luận nha. Upgraded Titan cameraman. Anh ơi cho em một con Re Re Chaun. Trời, em mang con upgraded Titan cameraman này đi, em bán lại mua được con Re Re Chaun rồi đó.
Thiệt cái chứ. Ô con mace này bữa giờ mình đang muốn mua nè, mà có bạn tặng cho mình luôn, cảm ơn em rất nhiều nha. Cho em con Lebre Chowin đi hả? Sao nhiều bạn cần con Lebre Chowin chứ ta? Để mai bữa nào mình đi săn Lebre Chowin rồi mình tặng lại cho các bạn fan nha. Rồi ok, một bạn tặng 60 cho em nữa nào. Trời ơi, cho anh nè, nó là quầy quá, cho quà vậy. Con upgrade từ cái man này vừa mới ra, có mấy bạn có rồi, có con này. Cái con này hơi bị xịn đó nha, hơi bị xịn á. Ok, con nó hiện tại mình nhớ ở trong Trading Plaza người ta bán 1000 á. Rồi cảm ơn các bạn nãy giờ đã tặng quà cho mình nha. Thật sự là anh Jay cũng chẳng biết tên các bạn tên gì luôn á. Nó cứ để là Inno thì sao mà biết tên bạn. Rồi. À, vậy là mình đã có được rất là nhiều quà trong ngày hôm nay. Và tất cả những cái con unit này mình hứa là mình sẽ tặng cho các bạn fan nha. Và cuối vào cuối video, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đi qua săn con Titan Sigma Man nha các bạn. Mình nó có con Mewin nè các bạn à, được fan tặng sướng nè cái chứ. Nhưng mà không có fan nào tặng cho con Titan Superman. Nếu mà tặng là mình đỡ phải đi săn gem, để đi săn sale rồi. Nhưng mà không sao, có mấy bạn tặng gem cho mình, bây giờ gem mình lên tới 10.000 gem luôn các bạn. Coi nè, 10.000 mốt gem, đã được chứ, fan tặng không luôn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem thử nè không. Upgrade từng cameraman 1.200 gem, mấy bạn fan tặng cho mình luôn, đã thiệt chứ. Ê. Titan The Real Man còn có 600 gem nè. Con này mua xong rồi bán 900 gem là vẫn được nha các bạn nha. Con này bạn nào biết kinh doanh là bán con này lời luôn á. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục nha. Đây, này, con Green 1200 gem, mắc dở lắm. Ô con Mết Mini này nó giảm giá rồi nè. Hôm bữa mình mua 5000 gem, bây giờ nó còn có 3000 gem mà lỗ dữ trời. Ô Titan Cinema Man giảm giá luôn. Hôm bình thường là mình thấy nó 5000 gem, bây giờ nó còn có 3000 à nè. Ồ rẻ chưa. Titan Cinema Man 4999 gem, sao mắc dữ vậy? No god please no. 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 Giảm giá đi, cái thằng Uatali này giảm giá coi. Giảm giá nhẹ nhẹ đi, giảm giá tầm 4000 gem mua liền, giá bán mắc quá không muốn mua luôn á, thiệt cái chứ. Để mình inbox cho nó đi. UTL2 vậy mà UTL2 hả? Cho mình như mình tìm nó thử em. UT nè. Tú thích cha. Đây là người Việt Nam anh ơi, người Việt Nam. Ủa lộn. UAT. Lộn. UAT. Nàng này nè. Mình sẽ trade với nó nha các bạn nha, mình sẽ trade với nó. Mình kêu là mày bán rẻ rẻ thôi, mày up lên mày bán rẻ rẻ thì tao mua liền. Nè, giảm giá xuống đi, giảm giá đi. Ayo. Sell Sigma Man. Real or fake? You know me. You. Em biết anh hả? Cho anh xin con Sigma. Sigma nha. Gặp fan phải như vậy nó, ok chưa? Ừ. Để coi, bạn có trả lời sao nha, Ayo. Ayo. Offer đi. Mà mấy con này giờ để tặng mấy bạn fan rồi. Thôi, giờ mấy con này để tặng mấy bạn fan. Đi, ngày mai là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Thôi, không được, bây giờ mình offer không được. Thôi, em để lên. Mình muốn giữ unit lại để cho mấy bạn fan. Ôi, sao đang trade mà từ trade đi nó nghe này nè. Ông nội này không chịu các bạn, giả kêu mình đang tính kêu là giảm giá cho mình đi mà muốn chịu. Ôi, có đứa bán 4200, mua. Let's go. Khỏi đi năn nỉ. Yeah, let's go. Ủa đâu rồi? Ê, đây Titan Sigma Man. Yo, chiêu. Có rồi nha các bạn nha. Nói chung là cái con này á, quay là tương đối khó nên thôi mình đi săn sale luôn các bạn. Săn 4.200 thì theo các bạn là rẻ hay là mắc các bạn? Thôi nhưng mà cũng được. Hồi nãy anh Jay tính kêu bạn fan kia giảm giá cho anh Jay giảm xuống tầm 4.000, 4.001, 4.002 vậy đó là anh Jay mua được rồi. Mà bạn ấy chưa gì bạn nó cancel rồi các bạn à. Biết anh Jay không giảm bán giá rẻ gì đó. Bán lại nè, hình như là ông mày nè này phải không? Bán phải giảm giá rẻ chứ. Đâu để coi. Trời ơi, vẫn
tăng lên vẫn còn 4.999 này, ai mua đâu, giảm giá đi người ta mới mua ông ơi. Thôi được rồi các bạn à, rất là vui là mình đã săn sale được cái con Titan Sigma Man này nha các bạn nha. Ngay bây giờ thì mình sẽ cùng nhau đến với chương trình tặng unit cho fan nha các bạn. Let's go baby. Ok các bạn ơi, và đây chính là video mới nhất của mình nha các bạn. Video mà mình đăng mới nhất luôn. Thế cho nên là ngay bây giờ mình sẽ lấy link cái video này, và mình lên cái chỗ này, mình bỏ cái link vô. Đó, mình sẽ đi tìm những bạn nào may mắn và mình sẽ tặng con toxic cho bạn đó nha. Đâu, để bây giờ loát comment cho tôi đi. Đó, bao nhiêu comment? Trời ơi, 200 comment luôn hả? 300 comment luôn, 400 comment. Wait, what? 500 comment. Ui, sao nhiều vậy? 600 comment, 700 comment. Trời ơi, tổng cộng là loát được 648 comment hợp lệ nha các bạn nha. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm một người may mắn đầu tiên nào. Let's go. Anh Jay kết bạn với em đi, em cho anh con Sigma Man. Em ơi, bây giờ em bình luận tên của em vô, hiểu không? Bình luận tên vô anh tặng cho các bạn gì giờ này nữa. Wait a minute. Ủa, có bạn bình luận hai anh kìa. Lại gặp anh. Ok, đây mình chào đây à. Hai em nha. Đây nó, mình sẽ thả tim lại cho em bạn rồi nha. Rồi bây giờ tiếp tục nha. Anh đang tặng quà cho mấy bạn fan này, để anh xíu em. Rồi bây giờ bạn nào đây? Bạn này tên là Cameraman Blinger 5750, nhưng mà bạn này ghi tên nhưng mà vẫn còn thiếu. Biết thiếu gì không bạn? À, bữa anh Jay dặn rồi, mỗi lần mà muốn được anh Jay tặng quà là phải ghi là em đã like và đăng ký kênh nha. Cho nên là bạn này là không được nha. Phải like đăng ký kênh để mới tặng, như fan anh mới tặng, như fan anh xem chùa tặng lắm gì. Rồi tiếp tục nha bạn. Ở đây có một bạn này Mimo này, bạn này chưa like đăng ký kênh không tặng. Rồi tiếp tục, coi các bạn nào like đăng ký kênh. Anh ơi chơi với em đi hả, mốt anh chơi nha. Rồi tiếp tục nào. Em tên là Candy Suga 2013, em đã đăng ký và like fan cứng anh Jay. Á, được, fan cứng anh mới tặng chứ. Đây, để anh vô anh tặng đó nha. Đây, bây giờ mình sẽ đi tặng quà nha các bạn. Gửi cho bạn Candy Suga nè, tặng cho em một con tọt xích nha. Đó, rồi, hai đó, hai em một cái. Rồi, ok chưa, tặng được hôm nay, để mình thử mình tặng được nha. Wait, what? User này không tọt, what? Ông Tại, ủa kỹ ta. Hình như có gì đó sai sai á bạn ơi. Từ từ để mình thử mình xóa cái dấu ở giữa này coi được không nha. Cũng không, như không được luôn bạn ơi. Người chơi này không có tồn tại các bạn à. Hình như là em viết sai tên rồi đó, em nhớ viết lại nha. Trời, viết sai tên này không tặng được đây nè. Đâu, anh thử ghi dấu cách nha coi được không nha. Rồi không được rồi các bạn ơi, xui cho bạn này quá à, tên bạn ấy bị sai rồi. Trời ơi, tự nhiên vào Roblox không được hả? Trời ơi, anh chỉ do lên trang web, vô cái link ở dưới video của anh là vô Roblox được nha. Em tặng anh Mewin Titan TV Man rồi đó anh ơi. Ôi dạ, cảm ơn em nha. User C25DB, anh không biết tên em tên gì luôn. Trong game không biết mà đô trên YouTube cũng biết luôn. Mong em, anh tặng em con, em là chúc anh được 1 triệu người đăng ký. Cái này là chưa bấm like được cái kênh hay sao mà chúc anh được 1 triệu người đăng ký ta. Thôi lỡ rồi anh tặng nha. Mai mốt là phải ghi thêm cái từ là em mới like lên cái kênh nha. Chứ chúc anh không là chưa được đâu nha. Nhưng mà thôi lỡ rồi tặng đi. Hồi nãy giờ không tặng được cho bạn nào, xui quá nè. Giờ tặng cho bạn lấy hên nha. Trời ơi, người chơi này không tồn tại luôn á. Cái gì cây vậy? Sao kiệm nó, người nào cũng không tồn tại hết á. Để mình đi tìm bạn nào tồn tại nha. Em không vô được á. Trời, xui mấy bạn không vô được em. Anh ơi đăng cái kênh tặng em con Lebre cho huynh hả? Nhưng mà em đâu ghi tên đâu. Em đã đăng ký kênh rồi, em tên là ok, đăng ký kênh là được nha. Nói chung là chỉ cần like đăng ký kênh là được nha. 1 trong 2 cái là được rồi các bạn ơi. Gọi nghi người chơi này. Tại sao người chơi này cứ không tồn tại hoài vậy ta? Có khi nào là Roblox nó bị gì rồi không Tại? Ê, thêm một người nữa xem sao nha. Giờ bạn này chưa đăng ký kênh, chưa có tặng nha. Cái gì đây? Ok, nó đang up the ray game các bạn. Wait, what? Em vẫn chưa rô vô được Roblox anh ơi. Ê, cái gì vậy? Tự nhiên mình đang ngồi chơi cái tự nhiên bị gì vậy bạn ơi? Ok, được rồi. Anh tặng em con toxic đi, em đăng ký kênh và like rồi. Ok, để anh tặng cho em nha. Kỹ ta. Sao đây? Nè, bạn ơi nè. Như chữ 2 đi. Rồi, đã có tặng được nha các bạn. Wait, what? Không tặng được. Mình nghĩ là hiện tại ở trong Toilet Tower Defense nó bị lỗi hay gì á. Mình tặng cho mấy bạn fan tặng hoài không được nè, bực mình quá à. Hình như mấy bạn này là tên đúng hay sao á. Bạn này hết đâu, thử tặng cho bạn này thử đi.
Mẹ ơi, để mặt buồn khóc khóc nè, để mình thử tặng cho bạn ấy nha. Đâu? Wait what? Wait what? Wait what? Người chơi này, the user doesn't not exist, có nghĩa là cái người chơi này không hề tồn tại trong game. Ủa kỳ á? Ủa? Wait. Em vẫn phát VNP mà anh hả? VPN hả? Em phát hả? Ok ok. Rồi. Wait a minute. Tiếp tục nha. Em là Nhật Thảo 111 hả? Ủa, để mình thử bạn này cái coi. Kỳ ta. Ủa kỳ ta. Ê nghi quá, bị nữa nè. Ờ đúng rồi. Hình như hiện tại là Roblox nó đang bị cái gì ấy các bạn, cho nên là mình không thể nào tặng quà tới các bạn fan được. Trời ơi, cay được cái nhớ. Hôm nay đang muốn tặng 10 con tọt xích cho các bạn fan mà dường như là mình không được quyền tặng các bạn à, là sao? Là sao mấy em? Ủa mấy em có biết anh đâu vậy? Ê, mấy bạn này biết mình không vậy? Hello, hello. À, anh Phát đẹp trai. Anh, vậy thôi bây giờ mình sẽ tặng cho mấy bạn nào mình gặp ở trong video này. Anh Phát đẹp trai đúng không? Anh Phát đẹp trai này biết mình nè các bạn ơi, tặng cho bạn cái liền. Anh Phát đẹp trai, real, 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 real. Real, I'm real. Bạn ấy nói mình là real hay là pha ke? Nói nhiều quá, nhận unit đi, đừng có nói nhiều. Nhận đi, nhận ngay lập tức, ngay lập tức. Đó. Bắt phải nhận. Oh my god, gì mà oh my god. Bạn này biết mình không? Ripkin này nè, hỏi Ripkin này nè. Ripkin, Ripkin là chắc ông nội này quá. Để coi phải ông nội này không nha. Biết tôi không? Biết tôi là ai không? Ấy, vô 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 vô, chỉ cần nó biết một cái là nhận ngay unit nè. Nó biết đi, nó biết đi, nó biết đi. Jay. Wait what? Jay là ai? Jay là ai? Ê, nói tên mình không sao được các bạn. Phải nói mình là ai, mới là YouTuber hay là gì đó, em đăng cái kênh rồi các kiểu nha. Jay là ai? Đã, Jay phải không hả? Không có không hiểu, không hiểu. Không hiểu. 1 cộng 1 bằng bao nhiêu? Trả lời. 1 cộng 1 bao nhiêu? Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Ok, let's go. 1 cộng 1 bằng 2. Rồi, đúng rồi đó. Nhận vô đó đi. Nhận đi, nhận đi. Khi Jay điên mà cái kết. Vô, vô, vô. Wow, anh Jay yêu Phát nhiều. Ê, vô, 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 vô. Đây, 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 đây. Nhận vô đích, nhận vô đích, nhận vô đích. Nhận liền, bạn này hồi nãy gặp mình lần nè. Nhận đi, nhận đi. Nhận gấp, nhận gấp, nhận gấp. À, nhận gấp, nhận gấp. Cảm ơn anh, ok, không sao đâu nha em nha. Cảm ơn anh Jay, rồi ok, cảm ơn các bạn nha. Mấy bạn, ok, rồi đứa nào biết mình không vậy? Trong đây ai, đứa nào biết tôi nữa không? Này, mấy thằng này, mấy thằng nước. Chào anh Jay. Đây, 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 đây. Chào anh Jay là nhận unit liền. Không có chạy đi đâu được hết trơn, trời ơi. Chào anh Jay là nhận ngay đó chứ. Nhận ngay một con tọt xích đi em. Nhận ngay tốc độ nhanh bàn thờ liền đi chứ còn gì nữa. Rồi ok. Cái gì? Anh gì bạn nói gì? Anh cơ bùm đi endless với anh đi hả? À được, còn nói chứ. Ý tưởng hay đó nha. Ok các bạn à, mặc dù là ngày hôm nay mình không tặng được cho các bạn ở trên YouTube, nhưng mà mình có thể tặng được cho các bạn ở trong tựa game Toilet Tower Defense rồi. Nói chung là cũng làm cho mình đỡ buồn hơn các bạn. Mình mong là trong tương lai thì mình sẽ có thể tặng cho các bạn fan được thông qua cái Boss Office nha các bạn nha. Bởi vì hiện tại Boss Office nó bị lỗi rồi, tặng không có được. Mình đã rất cố gắng nhưng mà tặng không có được các bạn ơi. Nhưng mà thôi, cứ yên tâm đi. Mấy bạn nào mà hôm nay không được á thì để cho anh Jay thiếu đi. Coi như là hiện tại anh Jay đang thiếu các bạn là 10 con tọt xích. Rồi xong rồi anh Jay sẽ chuẩn bị thiếu các bạn ở video tiếp theo là video này 5 con mai thích nữa là 15 con nha. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Tặng được thì anh Jay sẽ tiếp tục tặng nha các bạn. Còn tặng không được thì anh Jay sẽ thiếu nợ tiếp nha các bạn nha. Ok các bạn ơi, nghe bây giờ mong là các bạn nhớ tặng cho anh Jay một nút like nha. Nhưng mà nợ tiếp kênh của mình thì đừng quên, hãy nhớ bấm nút đăng ký phía dưới nha. Hẹn gặp lại các bạn ở video ngày mai. Còn bây giờ thì mình bye bye.